Các bạn có biết tại sao người giàu ngày càng giàu hơn? Vậy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là gì? Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, trong khi người giàu ngày càng giàu thì tầng lớp trung lưu lại phải làm việc vất vả và nhiều thời gian hơn so với một thập kỷ trước, nhưng kiếm được ít hơn mỗi tuần. Thế còn người nghèo thì sao? Chuyện gì đang xảy ra với họ? Số lượng người nghèo tăng lên trong khi tầng lớp trung lưu mỏng dần nhưng chẳng mấy ai quan tâm số lượng người không có tài chính ngày càng tăng lên là dấu hiệu xấu cho nền kinh tế của chúng ta ngày xưa các thợ mỏ thường mang theo một chú chim hoàng yến xuống hầm để được cảnh báo khi có nguy hiểm khi chú chim gục xuống là người thợ biết không khí trong hầm đang bị đe dọa và họ phải thoát ra ngày nay người nghèo chính là con chim hoàng yến trong xã hội của chúng ta. Giúp cảnh báo những điều kiện nguy hiểm đang rình rập nền kinh tế và đời sống. Có vẻ không công bằng, nhưng thực tế, khoảng cách thu nhập đang ngày càng tăng và hầu hết các chuyên gia tài chính nhận thấy xu hướng này sẽ tiếp tục và chưa kết thúc. Một trong những thực tế cuộc sống là mặc dù sống trong thời đại tốt đẹp nhất ở những quốc gia giàu có nhất thế giới, hầu hết con người ngày nay vẫn đang chật vật trong chuyện tài chính và khoảng cách giữa người giàu và người nghèo có vẻ ngày càng lớn hơn vậy nên hiện thực này khiến người ta đặt câu hỏi tại sao người giàu lại càng giàu lý do không phải do may mắn không phải vì nơi họ sinh ra và cũng không phải vì họ thắng sổ số mà chỉ là người giàu làm mọi thứ theo một cách khác họ nghĩ khác hành động khác và họ có những thói quen khác. Các bạn rất thân mến, tủ sách nhỏ trân trọng được gửi tới các bạn một cuốn sách rất nổi tiếng của tác giả Thomas Coley và Michael Zedley. Cuốn sách mang tên Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, dịch giả Thảo Trần. Tủ sách nhỏ rất mong được quý thính giả like, nhấn đăng ký kênh để tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn và có động lực làm nhiều những cuốn sách hay hơn nữa nhé. Ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung những trang sách đầu tiên. Mục đích của chúng tôi khi viết cuốn sách này là để tái khẳng định với bạn rằng, cho dù bạn đang ở đâu trong cuộc đời tài chính của mình, bạn cũng có thể trở nên giàu có. Nhưng để giàu có, bạn sẽ phải làm mọi thứ theo cách khác đi. Bạn sẽ phải nghĩ khác, bạn sẽ phải hành xử khác và bạn sẽ phải có những thói quen khác. Thói quen giàu có. Những gì chúng tôi sẽ chỉ cho bạn đã phát huy hiệu quả với chúng tôi và vô số người khác. Vì vậy, không có lý do gì bạn không thể đạt được ước mơ tài chính của mình nếu bạn sẵn sàng dành thời gian học cách gặt hái chúng. Tuy nhiên, đây không phải là một cuốn sách về tiền bạc, đầu tư, bất động sản hay chứng khoán. Có vô vàn sách hay trên thị trường viết về các đề tài này. Thật ra, Michael đã viết rất nhiều loại sách này và bạn có thể tìm đọc. Thay vào đó, đây là cuốn sách về bắt chước cách người giàu cảm nhận, suy nghĩ, hành động và hành xử. Đây là cuốn sách về phát triển các thói quen giàu có. Chúng tôi tin rằng, nói về làm giàu thật ra chỉ là một cuộc bàn thảo về điều gì quan trọng với bạn để đạt được cuộc sống viên mãn. Điều gì quan trọng có thể khác nhau với mỗi người. Nhưng thành thật mà nói, trong các xã hội phương Tây, tiền bạc luôn được coi là thước đo số một của thành công. Chúng ta không chỉ muốn bằng bạn bằng bè, mà nhiều người trong chúng ta còn muốn có nhà đẹp, xe sang hơn người khác. Kể cả bạn không mong cầu giàu có hay nhà lớn xe sang. Nếu giống như nhiều người khác, bạn sống trong lo sợ vì cái ví rỗng. Thì chúng tôi muốn bạn được cảm nhận sự thỏa mãn khi biết mình an toàn tài chính. Cuốn sách này có thật sự giúp tôi giàu có? Tôi cá là khi bạn cầm cuốn sách này lên, bạn băn khoăn, cuốn sách này có thật sự giúp mình giàu có? Câu trả lời thành thật là có thể. Chỉ có hai cách để học những gì bạn cần biết về làm giàu. Bạn có thể học từ sai lầm và kinh nghiệm của bản thân, hoặc bạn có thể học từ sai lầm và kinh nghiệm của người khác. Cách thứ nhất quá khó, quá đắt đỏ và dễ nản lòng. Cách thứ hai, học từ kinh nghiệm của người khác, ít tốn kém nhất và dễ dàng nhất, nhưng lại ít được sử dụng nhất. Hãy tưởng tượng chúng tôi đưa cho bạn hai cuốn sách. Đây là cuốn sách có tất cả các sai lầm bạn có thể mắc phải. Còn đây là cuốn sách chứa tất cả cách làm đúng. Bạn sẽ chọn cuốn nào? Thật thú vị, hầu hết mọi người chọn thử sức và học tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, bạn có thể đẩy nhanh đáng kể sự tiến bộ và trưởng thành của mình trong thành công tài chính bằng cách bắt trước có hệ thống những người giàu có. Thành công đã đi trước bạn. Chúng tôi không nói đến việc họ đầu tư như thế nào hay điều hành doanh nghiệp gì. Mặc dù đây là vấn đề quan trọng cần hiểu. Chúng tôi gợi ý bạn quan sát ở mức độ cao hơn để hiểu những thói quen hàng ngày của họ và những gì họ làm từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ chúng tôi muốn bạn đặt mình vào họ và khám phá họ cảm nhận như thế nào họ suy nghĩ ra sao vì điều này quyết định hành động thói quen và kết quả của họ dĩ nhiên chẳng có gì mới với cách này cả lưu ý ý tưởng bắt chước người thành công đã được sử dụng bởi các ngôi sao hàng đầu trong mọi lĩnh vực từ âm nhạc cho đến thể thao và kinh doanh, tất cả những người đứng đầu lĩnh vực của họ ngày hôm nay đều bắt đầu từ việc học tập những người giỏi nhất ở giai đoạn nào đó. Khi bạn làm những việc mà người giàu có và thành công làm, khi bạn suy nghĩ giống họ, khi bạn hành động như họ, khi bạn áp dụng thói quen giàu có của họ, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy giống họ. Bạn sẽ thấy giàu có và bạn sẽ bắt đầu có được những kết quả giống họ và bạn sẽ trở nên giàu có. Đây không phải sách siêu hình đấy chứ? Vâng, bạn đừng lo. Đây không phải là một cuốn sách siêu hình toàn ra giả những điều tốt đẹp đâu. Cuốn sách này dựa trên bằng chứng khoa học. Cụ thể là cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm của Thomas về người giàu và người nghèo. Bạn sẽ nhận thấy người giàu không khác nhiều so với người nghèo họ đơn giản chỉ học cách làm mọi thứ khác đi so với số đông chúng tôi sẽ cho bạn thấy nếu bạn làm những việc mà người giàu có thành công vẫn làm lặp đi lặp lại cuối cùng bạn sẽ có kết quả giống như họ đó là vì thành công tài chính không phải là chuyện của may mắn mà là kết quả của luật nhân quả nếu bạn gieo nhân bạn sẽ gặt quả cả hai chúng tôi đều có những nghiên cứu độc lập về người giàu và làm thế nào họ được như vậy Mặc dù ở hai đầu cầu thế giới, Thomas ở Mỹ, còn Michael ở Australia, cả hai chúng tôi đều đi đến những kết luận tương tự. Là một kế toán viên công chứng được cấp phép, Thomas nhận thấy một số khách hàng của ông thành công hơn hẳn những người khác. Vì vậy, ông bắt đầu nghiên cứu 233 người giàu và 128 người nghèo trong thời gian 5 năm và phân tích kết quả từ 144 câu hỏi cá nhân. Tổng cộng gần 52.000 câu trả lời. Michael nghiên cứu những người giàu có, thành công, được cố vấn bởi một số doanh nhân thành công nhất trên thế giới trong nhiều năm. Ông đã chi hàng trăm ngàn đô la cho giáo dục phát triển cá nhân, huấn luyện và cố vấn. Michael xây dựng công ty riêng trong nước, khối bất động sản, đầu tư trị giá hàng triệu đô la. Trước khi chuyển sang đào tạo đầu tư bất động sản tại Australia, là nơi có nhiều nhà đầu tư bất động sản thành công hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Michael và đội ngũ của ông đã tham gia vào hơn 2 tỷ đô la giá trị các giao dịch bất động sản và ông là cố vấn cá nhân cho hơn 2.000 nhà đầu tư và doanh nhân trong 10 năm qua. Không ngạc nhiên khi Thomas và Michael cùng đi đến các kết luận tương tự. Họ nhận thấy giàu có và thành công không liên quan nhiều đến học vấn, sắc tộc gia cảnh hay tuổi tác mà liên quan rất nhiều đến cách người ta suy nghĩ, cách người ta hành động và thói quen của họ. Những gì họ đúc rút được đã khẳng định điều mà Wenley đã viết trong nhiều năm về trước trong cuốn sách mang tên Khoa học làm giàu. Đó là suy nghĩ dẫn đến cảm nhận, cảm nhận dẫn đến hành động và hành động dẫn đến kết quả. Thế giới bên ngoài là sự phản chiếu thế giới bên trong bạn, suy nghĩ, cảm nhận hành động và thói quen của bạn vì vậy dù đây là một cuốn sách về làm giàu nhưng nó không phải là sách dạy đầu tư chứng khoán hay bất động sản thay vào đó thomas và michael sẽ chia sẻ bí mật lớn nhất trong làm giàu bạn phải suy nghĩ và hành động giống như người giàu nếu bạn muốn gia nhập thế giới của nhà giàu chắc không đơn giản thế chứ vâng đơn giản mà lại không dễ thế nên hầu hết mọi người không giàu mà chỉ những ai hiểu rõ những nguyên tắc chúng tôi sắp chia sẻ mới giàu có thế nên bạn cũng có thể giàu có bạn sẽ biết những điều bạn được dạy dỗ về tài chính quan trọng như thế nào đối với những thói quen bạn có chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề tài chính là thay đổi cách bạn suy nghĩ việc này sẽ dẫn tới sự thay đổi trong thói quen bắt đầu suy nghĩ như người giàu thay vì suy nghĩ theo cách của người nghèo hay tầng lớp trung lưu bạn sẽ không thể thay đổi hoàn cảnh với tư duy cũ có câu ngạn ngữ cổ rằng cho một người con cá giúp anh ấy ấm bụng một ngày dạy một người cách câu cá giúp họ ấm bụng cả đời đó chính là ý định của chúng tôi trong cuốn sách này nếu bạn không thay đổi cách bạn suy nghĩ thì tất cả những lời khuyên tài chính thật ra là tất cả tiền của thế giới này sẽ không thể giúp bạn giàu có chúng tôi biết chuyện này khó tin nhưng hãy kiên nhẫn chúng tôi sẽ giải thích tại sao chúng tôi hoàn toàn tin tưởng điều này sẽ mất bao lâu để tôi giàu có có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút so với những gì bạn mong muốn và những bài học chúng tôi sắp chia sẻ sẽ rất khác với những gì bạn kỳ vọng khi chúng tôi nghiên cứu những khác biệt lớn nhất Giữa các khách hàng giàu có và người bình thường, chúng tôi nhận ra rằng thành công của họ liên quan rất ít tới gia cảnh, học vấn, quốc tịch, phương tiện đầu tư hay vốn liếng bắt đầu họ có. Thay vào đó, nó liên quan nhiều đến cách họ suy nghĩ. Thực tế, 80% lý do cho thành công của những người này nằm ở tư duy của họ. Có lẽ, đây không phải là những thứ lúc đầu bạn muốn nghe có thể bạn đang mong chúng tôi chỉ bạn cách thắng lớn trên thị trường chứng khoán làm sao tìm thấy điểm nóng bất động sản tiếp theo hay bắt đầu một doanh nghiệp mà sẽ trở thành mỏ vàng như thế nào tưởng tượng chút nhé nếu có người sẵn lòng cho bạn một triệu đô la tiền mặt hoặc một lựa chọn khác là họ đề nghị dạy bạn cách suy nghĩ như một triệu phú bạn muốn lựa chọn nào hơn chúng tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ chọn lấy tiền và chạy thẳng thay vì học cách thay đổi bản thân vậy hãy hỏi chính bạn bạn sẽ lựa chọn thế nào nếu bạn thật sự hiểu rằng tốt hơn hết bạn hãy thay đổi cách tư duy thì đó là một trong nhiều khái niệm chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn và bạn sẽ thấy rằng thế giới thay đổi khi bạn thay đổi thú vị ở chỗ bạn càng nhanh chóng hành động thay đổi bản thân bạn càng mau có thể bắt đầu tạo dựng những thứ bạn muốn. Không phán xét Trong cuốn sách này, chúng tôi sử dụng các từ ngữ dư giả hay giàu có và nghèo khó hay trung bình để phân biệt những người đã đạt được tự do tài chính và phần đa số đông vẫn đều đều làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Sống rẻ sẻn hoặc nhiều khi vượt quá khả năng tài chính của bản thân chúng tôi nhận ra rằng ở australia và mỹ hai quốc gia chúng tôi sinh sống có ít người cực kỳ nghèo phần lớn vẫn là người giàu và tầng lớp trung lưu khi sử dụng những cụm từ này chúng tôi chỉ đang cố giúp người đọc phân biệt rằng chúng tôi hoàn toàn không phán xét người giàu hay người nghèo hay cho rằng một nhóm kinh tế xã hội thì tốt đẹp hơn nhóm còn lại đây không phải là bài phân tích hay bình luận xã hội chúng tôi chỉ gợi ý rằng hầu hết mọi người đều muốn giàu có và chí ít dư giả dạ tài chính thật ra hầu hết những người chúng tôi tiếp xúc đều muốn tự do tài chính họ không hạnh phúc khi sống tầm thường hay chật vật kiếm đồng lương chúng tôi cũng muốn làm rõ rằng khi chúng tôi nói về giàu hay nghèo sung túc hay vất vả chúng tôi không áp giá trị lên con người vì thành thực mà nói không có cách nào làm vậy tất cả chúng ta đều vô giá điều chúng tôi muốn nói là từ quan điểm tài chính một số người trong chúng ta đang làm tốt hơn những người khác và cũng xuyên suốt cuốn sách này chúng tôi sẽ sử dụng các từ ngữ sung túc giàu có và thành công thay thế nhau chỉ để thuận tiện mặc dù định nghĩa về giàu có của chúng tôi không chỉ là tiền để thật sự giàu có bạn cần tiền cộng với sức khỏe tiền cộng với bạn bè và gia đình để cùng hưởng thụ tiền cộng với thời gian để tiêu xài tiền cộng với khả năng tiếp tục tăng trưởng tiền cộng với tinh thần và tiền cộng với khả năng đóng góp cho xã hội và cộng đồng và cuối cùng chúng tôi muốn nói rõ rằng cuốn sách này không phải sách về kiếm tiền kiếm tiền có nghĩa là bạn đạt được sự giàu có thông qua hoặc tỷ lệ thuận với sự nỗ lực và chăm chỉ của bạn thay vào đó chúng tôi sẽ cho bạn thấy tại sao người giàu lại càng giàu và bên cạnh sự chăm chỉ họ còn có những yếu tố khác người giàu ngày càng giàu là nhờ một tư duy của họ chúng ta sẽ bàn về suy nghĩ thái độ và niềm tin của những người này đối với sự giàu có có lối tư duy giúp bạn thu hút giàu có và có lối tư duy khiến giàu có lánh xa bạn và cái thứ hai rõ ràng là cách hầu hết mọi người tư duy nhưng chúng ta sẽ không dừng ở đó bạn không thể chỉ nghĩ và làm giàu hai thái độ của họ người giàu làm những việc nhất định theo một cách nhất định giúp họ thu hút tiền của họ có những thói quen giàu có họ có thể là người làm công ăn lương tự làm chủ hoặc điều hành doanh nghiệp. Người giàu cũng đầu tư cổ phiếu hoặc bất động sản như nhiều người khác. Nhưng điều chúng ta muốn nói ở đây là họ không chỉ làm một số việc nhất định mà họ còn làm theo một cách nhất định, một cách khác so với hầu hết mọi người. Và dĩ nhiên, có những thói quen nhất định mà người giàu có nhưng người bình thường không có. Ba, kiến thức của họ Người giàu thông thạo tài chính, nhờ thế, họ ở vị thế có thể thu hút giàu có. Cảnh báo: Rất nhiều điều bạn sắp đọc trong cuốn sách này ban đầu sẽ khó chấp nhận, vì chúng đi ngược lại với những gì bạn được dạy hay những gì bạn vẫn thấy trên truyền thông hàng ngày. Vì vậy, có thể bạn muốn chối bỏ chúng. Thậm chí, chúng có thể khiến bạn không thoải mái. Để tránh lãng phí giá trị cuốn sách này, và quan trọng hơn là để tránh bỏ lỡ phần của bạn trong đống của cải ngoài kia đang đợi để được chia sẻ xin hãy kiên nhẫn và chịu khó xem xét những ý tưởng hay gợi ý mà ban đầu có vẻ sai sai hay phi lý với bạn khi bạn đọc cuốn sách này có thể có hai tình huống cản trở bạn học hỏi những bài học giá trị ở đây một là bạn suy nghĩ mình biết cái này rồi và hai là bạn cho rằng nhiều quá mình không hiểu nổi. Hãy cẩn thận, đây đều là những lý lẽ mà tâm trí sử dụng để giữ bạn trong vùng an toàn. Nếu bạn đọc cuốn sách và thấy quá tải, hãy tự nhắc mình, không cần hiểu hết ngay lần đọc đầu tiên. Cứ đọc qua để nắm ý chính trước, sau đó đọc lại những phần bạn chưa cắt nghĩa được trong lần đọc đầu tiên. Bạn làm được vậy không? Khi bạn nghe thấy trong đầu mình tiếng nói mình biết cái này rồi bạn có thể biết thật hoặc có thể bạn nên nhìn nó theo một cách mới liệu có một góc nhìn mới mà bạn chưa xem xét trước đây làm thế nào bạn có thể áp dụng những thông tin mới mà bạn đã học thay đổi có thể là việc khó nhưng nếu bạn nỗ lực thay đổi suy nghĩ và cảm nhận của bản thân về tiền bạc và mối quan hệ giữa bạn và tiền bạn sẽ giàu có hơn về trí tuệ tinh thần và vâng cả về tiền bạc nữa để bạn hứng thú hơn trong hai chương tiếp theo chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn trình độ của chúng tôi để đảm bảo với bạn rằng bạn nên xem xét các gợi ý chúng tôi đưa ra một cách nghiêm túc chúng tôi mong rằng phần mở đầu hơi dài dòng này đã làm nền cho chuyến hành trình thú vị của chúng ta sắp đi cùng nhau chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một cách tiếp cận độc lập tài chính khá độc đáo chúng tôi từng chứng kiến những người với tài khoản nợ lớn đã sử dụng những chiến lược xây dựng tài sản này để phá vỡ vòng luẩn quẩn và chúng tôi cũng thấy nhiều người được coi là giàu có vẫn tiếp tục gia tăng tài sản của họ một cách nhanh chóng bất kể bạn bắt đầu từ đâu những chiến lược này sẽ giúp bạn có lợi thế trong nhiều năm tới tuy nhiên khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn bạn sẽ thấy tiền bạc không mang lại hạnh phúc tiền bạc có thể cho bạn sự thỏa mãn trước mắt đặc biệt nếu bạn đang bất an về tài chính nhưng khi bạn leo lên trên tháp giàu có bạn sẽ thấy các mối quan hệ và đóng góp có ý nghĩa nhiều hơn tiền bạc bản thân tiền bạc là thứ trống rỗng và vô nghĩa bạn phải gắn cho nó một ý nghĩa tiền bạc có thể kiếm được gia tăng đầu tư đấu tranh giành được mất mát giám sát trao đổi, cho đi hoặc trôn lấp. Nhưng điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm với tiền bạc là chia sẻ nó. Đóng góp đã trở thành một phần đời quan trọng đối với chúng ta, cũng như gia đình của chúng ta. Mỗi đồng tiền chúng ta san sẻ với người ít có khả năng đạt được sự giàu có, sẽ gấp đôi giá trị. Có thể không dưới dạng đồng tiền thô cứng, mà bằng vô số cách khác. Vậy bạn đã sẵn sàng học hỏi thói quen và tư duy của người giàu chưa? Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả lắng nghe nội dung chương 1. Thomas Coley là ai? Tại sao chỉ một số ít thành công trong cuộc sống? Tại sao một số người giàu có, còn những người khác lại nghèo? Cụ thể, người giàu làm gì mỗi ngày mà chúng ta không làm? Chỉ một số ít người tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này trong quãng đời của họ. Thật không may, làm sao để thành công trong cuộc sống lại không phải là môn học được dạy trong nhà trường. Chúng ta đều cùng trên một con thuyền, đều phải nỗ lực thông qua thử và sửa để tìm tòi khám phá. Tôi hiểu sự khác nhau giữa giàu và nghèo, vì khi tôi lên 9 tuổi, gia đình tôi từ triệu phú bỗng chốc khánh kiệt chỉ qua một đêm. Khi đã trưởng thành, trong thời gian 5 năm, tôi quan sát và ghi chép về các hoạt động hàng ngày của 233 người giàu và 128 người đang chật vật trong nghèo khó. Tôi phát hiện ra có một sự khác biệt rất lớn trong thói quen của người giàu. Cụ thể là các triệu phú tự thân và người nghèo. Bạn thấy đấy, tôi lớn lên trong một gia đình đậm chất tôn giáo. Mỗi chủ nhật, chúng tôi đều dự thánh lễ mỗi thứ bảy là ngày xưng tội mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều đọc kinh lần hạt ở cái tuổi rất nhỏ tôi đã thực sự tin rằng sứ mệnh của cuộc đời mình là trở thành linh mục nhưng mọi thứ đã thay đổi và thay vào đó tôi đã trở thành một kế toán viên công chứng được cấp phép viết tắt là cpa hầu hết những cpa tôi biết đều là những người rất mô phạm và thật thà Tôi ngờ là những ai không có duyên đi tu đều trở thành CPA. Một trong những điều mẹ tôi hay nói với tôi là trong đoạn kinh thánh mát theo chương 19 câu 24 Còn lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu đi vào nước của Đức Chúa Trời. Kết quả là tôi lớn lên với niềm tin rằng mưu cầu và có được giàu có là đại tội và coi tất cả những người giàu là kẻ có tội Niềm tin này thay đổi hoàn toàn vào năm 2009. Sau khi tôi hoàn thành việc phân tích công trình nghiên cứu dài 5 năm của mình về thói quen hàng ngày của những người giàu và người nghèo. Công trình nghiên cứu đó đã làm tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra rằng người giàu không phải là kẻ xấu. Rất nhiều người trong số họ đã dành thời gian và tiền của để gây quỹ cũng như điều hành các tổ chức từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Người tàn tật người vô gia cư và những người bị gạt bỏ khỏi xã hội. Người giàu, tôi nhận ra rằng nằm trong số những con người tốt đẹp nhất còn sót lại trên trái đất này. Không có gì tội lỗi khi mưu cầu và đạt được giàu có. Tôi dần dần tin rằng những người theo đuổi và đạt được ước mơ của mình, trở nên giàu có trong quá trình đó, thật sự gần với Chúa hơn những người đang ngồi không phê phán họ. Vậy nên Đừng để những hệ tư tưởng rốt nát ngăn cản bạn theo đuổi thành công. Hãy tự tháo xích cho chính mình. Những người ôm ấp ý niệm rằng mưu cầu và đạt được giàu có là xấu xa. Theo quan điểm của tôi, mới là kẻ tội đồ thật sự. Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy có hơn 300 thói quen hàng ngày làm cho người có khác với người không có. Tôi cũng là một chuyên gia hoạch định tài chính được cấp phép viết tắt là CFP và có bằng thạc sĩ về thuế. Là chủ tịch của Cityfile and Company, CPA. Tôi đứng đầu một trong những công ty tài chính quan trọng nhất ở New Jersey. Trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2009, tôi đã dành ra nhiều năm nghiên cứu các hoạt động hàng ngày của hơn 350 người giàu và người nghèo để tìm hiểu Người giàu và người nghèo làm gì từ lúc họ thức giấc buổi sáng cho đến khi họ đặt mình xuống giường buổi tối. Nhờ nghiên cứu này mà tôi có thể biết chính xác người giàu đang làm gì đúng và người nghèo đang làm gì sai. Tôi đã kết hợp những điều đúc rút được vào chương trình thói quen giàu có. Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp hướng dẫn kịp thời và dễ làm giúp mọi người đạt được thành công vô hạn về mặt cá nhân cũng như tài chính. Giàu có không chỉ là sản phẩm phụ từ vận may ngẫu nhiên, học vấn cao, tác phong chuyên nghiệp hay tài sản được thừa kế. Thành công là một quá trình đơn giản dễ hiểu. Trong những trang dưới đây sẽ là bản kế hoạch chi tiết giúp bạn thành công tài chính và hạnh phúc trong thế kỷ 21. Nguyên do cuốn sách này ra đời là khi một vị khách gặp khó khăn tìm đến tôi để có vài lời khuyên doanh nghiệp của vị khách này đang tăng trưởng tốt tuy nhiên anh lại gặp khó khăn trong cân đối thu chi đặc biệt mỗi khi đến kỳ trả lương cho nhân viên vô cùng tuyệt vọng anh hỏi tôi tôi làm gì sai chăng trong nhiều tháng tôi đã phân tích doanh nghiệp của anh các khoản chi tiêu quy trình giá nhân công và số liệu so sánh ngành thậm chí tôi còn tìm lời khuyên từ một khách hàng giàu có cũng trong ngành này có mức tổng doanh thu tương tự và doanh nghiệp của khách hàng này cũng có cùng số liệu dân số học có thể so sánh với doanh nghiệp của vị khách nói trên. Sau tất cả những việc đó, thứ duy nhất tôi có thể trưng ra cho những nỗ lực của mình là vị khách này có mức lương cao hơn khoảng 40.000 đô la mỗi năm so với vị khách giàu có kia. Trong một cuộc gặp mặt bên bàn ăn trưa với vị khách đang gặp khó khăn, vài tuần sau đó, tôi thú thật rằng Khác biệt rõ nhất tôi nhận thấy là mức lương của anh hơi cao một chút. Vị khách không vui. Tôi cũng không vui. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế một lúc. Rồi để xua tan sự im lặng, tôi hỏi vị khách của mình, anh làm gì để giải quay? Câu hỏi đó dường như phá vỡ bầu không khí nặng nề, vì có một sự thay đổi ngay tức thì trong biểu cảm của vị khách. Anh dướn người, đảo mắt nhìn quanh nhà hàng, và thì thào hết sức nhẹ nhàng. Vào mỗi thứ tư, tôi kiếm vài cô gái đêm, vài chai rượu và... Vị khách, trước vẻ mặt rõ ràng sững sờ của tôi, ngừng lại giữa chừng. Xin lỗi nhé, anh nói. Lẽ ra tôi không nên nói với anh điều này. Thì thoảng, tôi mắc bệnh lắm lời. Tôi phải đính chính với anh rằng, tôi là một gã trai New York người Ireland cơ đốc giáo trong một gia đình 8 người và lớn lên trong gia đình mình. Chúng tôi coi luật pháp chỉ như rào cản để vượt qua. Có rất ít thứ tôi chưa từng kinh qua trong đời. Tôi sốc không phải vì phẫn nộ chuyện đạo đức, mà vì nhận ra rằng tôi đã hỏi vị khách của mình toàn những câu hỏi sai suốt những tháng ngày qua. Tôi hỏi tiếp, anh chi bao nhiêu tiền vào những tối thứ tư như vậy? Và anh đã thế này trong bao lâu rồi? Anh thú nhận rằng khi anh ly dị khoảng 10 năm về trước, anh bắt đầu có thói quen này vào các tối thứ tư. Anh tính toán một lúc, phí tổn của mỗi thứ tư như thế mất khoảng gần 500 đô la. Nhẩm nhanh cũng ra được những đêm thứ tư như thế, ngốn của anh gần 25.000 đô la một năm. Như vậy, trong khoảng thời gian 10 năm, thói quen này làm cho anh tiêu tốn gần 350.000 đô la. Khoản tiền 350.000 đô la này suýt soát bằng số nợ theo hạn mức tín dụng công ty mà ngân hàng vừa đóng. Khoản lương trội lên 40.000 đô la của anh cũng để tiêu xài vào những cuộc vụng trộm mỗi đêm thứ tư này. Tệ hơn là anh chu cấp cho những cuộc vui thú này bằng hạn mức tín dụng của mình. Chỉ một thói quen đó cuối cùng đã đẩy vị khách của tôi đi đến phá sản. Tôi nhận ra rằng còn nhiều thứ khuất mắt trông coi khác khi nói đến thành bại tài chính. Vì con quỷ nằm trong những tình tiết. Cách duy nhất để thấy rõ những tình tiết đó là đặt đúng câu hỏi. Cuối cùng tôi nghĩ ra cái tôi gọi là danh sách 20 câu hỏi. Danh sách này thực ra gồm 144 câu hỏi, được nhóm thành 20 mục. Tôi đặt ra 144 câu hỏi này với 233 người giàu và 128 người nghèo trong giai đoạn 5 năm. Nếu bạn làm phép tính, đó sẽ là 51.984 câu hỏi. Trong số 233 người giàu, có 177 triệu phú tự thân. 31% xuất thân từ nghèo khó và 45% từ tầng lớp trung lưu. Tôi mất 5 năm để hoàn thành nghiên cứu của mình và phân tích các số liệu. Dữ liệu tôi thu thập từ 51.984 câu hỏi này cho thấy rõ một điều rằng có một sự khác biệt một trời một vực trong cách người giàu và người nghèo sống cuộc sống hàng ngày của họ. Vị khách này không hề hay biết, anh ta đã chỉ cho tôi con đường khám phá bí mật thành công tài chính và bí mật đó nằm ở chính thói quen của chúng ta. Thói quen của chúng ta, dù tốt hay xấu, quyết định hoàn cảnh tài chính của cuộc đời mỗi người. Những thói quen dẫn đến thành công tài chính, tôi gọi là thói quen giàu có. Những thói quen dìm chúng ta vào nghèo đói, tôi gọi là thói quen nghèo khó. Nếu bạn đọc muốn có danh sách các câu hỏi này, cộng với chi tiết kết quả nghiên cứu của tôi, xin mời bạn đăng ký nhận sách tại www.rickhardbiz.com bạn sẽ có thể có tất cả nội dung và nhiều thứ khác trong phần tặng thêm nếu bạn là một trong hàng chục ngàn độc giả đã đọc cuốn sách đầu tiên tôi viết thì tôi xin hứa bạn sẽ cực kỳ ấn tượng với phiên bản mới được hoàn thiện và mở rộng này phiên bản này bao gồm toàn bộ nghiên cứu mới nhất của tôi cùng những hiểu biết của michael jelly để giúp bạn nghĩ và sống như người giàu cảm ơn bạn đã lựa chọn sách của chúng tôi cuộc đời bạn sắp thay đổi rồi đấy Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả lắng nghe nội dung chương 2. Michael Jenner là ai? Tất nhiên, không phải ai cũng chỉ cách làm giàu, bạn cũng nghe theo phải không? Chỉ ít là tôi mong thế. Vậy nên, đây là phần giới thiệu tôi là ai và tại sao tôi đủ tư cách chia sẻ thông tin này đến bạn. Nhưng đừng vì thế mà thôi không đọc phần này nữa nhé. Tôi chỉ muốn giải thích tôi đã học về tạo dựng tài sản thế nào và chứng minh với bạn rằng nếu tôi có thể bạn cũng có thể tôi cũng muốn giúp bạn hiểu một chút về những thứ đã ảnh hưởng đến tôi trong nhiều năm qua vì nếu bạn sắp nghe theo lời khuyên của ai đó về tạo dựng tài sản chẳng có gì sai khi bạn đặt câu hỏi tại sao tôi nên nghe theo anh quan trọng là bạn biết họ biết họ đang nói gì và có một thành tích lâu dài có thể chứng thực bạn thấy đấy, tôi đã đọc hầu hết sách về tài chính và đầu tư cá nhân, và nhiều cuốn trong số đó được viết bởi những tác giả mà không được phần lớn chúng ta gọi là giàu có. Nếu bản thân họ chưa từng được độc lập tài chính thực sự, vậy điều gì khiến họ nghĩ họ có thể chỉ cho bạn cách làm được điều đó? Phần lớn những người này đều tin vào triết lý cứ giả vờ cho đến khi làm được. Và một số người đã làm rất tốt trong vài năm qua. Nhưng nhiều người làm tốt vì động cơ sai, nước lên thuyền nào cũng lên. Mặc dù là tác giả có sách được xuất bản nhiều nhất Australia về tâm lý thành công và tạo dựng tài sản, tôi không hề là một lý thuyết gia. Tôi mua món bất động sản đầu tư đầu tiên của tôi vào đầu những năm 1970 với giá 18.000 đô la và tiếp tục biến một khoản nợ cá nhân 2.000 đô la thành chuỗi bất động sản hoành tráng hàng triệu đô trong lúc nhàn rỗi. Hiện tại, tôi là CEO của Metropoli Group. Với một đội ngũ chuyên gia bất động sản tại các văn phòng thuộc ba thủ phủ lớn nhất của Australia là Melbourne, Sydney và Brisbane. Cùng với nhau, chúng tôi đã mua bán, đàm phán và quản lý dự án cho hơn 2 tỷ đô la giá trị của các giao dịch bất động sản để tạo dựng tài sản cho khách hàng. Tôi đã viết 8 cuốn sách bán chạy Tôi cũng vừa lần nữa được bầu làm nhà tư vấn bất động sản hàng đầu Australia. Và tôi thường xuyên có những câu nói truyền cảm hứng được trích dẫn trên các báo, đài, tạp chí. Blog cá nhân của tôi có hơn 100 triệu lượt theo dõi. Và tôi có lẽ đã đào tạo nhiều nhà đầu tư bất động sản thành công ở Australia hơn bất kỳ ai. Tôi liên tục có mặt tại các hội thảo trên toàn Australia và Đông Nam Á Giảng dạy về tạo dựng tài sản thông qua đầu tư nhà đất và tâm lý học giàu có, thành công. Trong 10 năm qua, tôi đã cố vấn cho hơn 2.000 nhà đầu tư bất động sản, các nhà khởi nghiệp và doanh nhân. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền cho chính mình và nhiều người khác. Nhưng tôi cũng mất khá nhiều tiền khi thi thoảng đưa ra những quyết định ngớ ngẩn, tưởng là cẩn trọng, khiến tôi ngã ngửa khi tình hình kinh tế bất ngờ thay đổi. Tôi có một người vợ xinh đẹp, Pam, và cũng là một trong những cộng sự sáng lập trong công ty tôi cho đến khi cô ấy nghỉ hưu. Trong gia đình chung của chúng tôi có 6 người con và 9 đứa cháu. Chúng tôi sở hữu rất nhiều nhà đất và cổ phiếu, sống trong một căn hộ ấm áp, có nhiều bạn bè tốt và tận hưởng một cuộc sống chúng tôi chỉ dám mơ tới khi chúng tôi lớn lên. Tôi nói với bạn những điều này không phải để khoe khoang Tôi không cần làm vậy. Và nếu bạn thắc mắc, cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như thế. Tôi được sinh ra trong một gia đình lao động. Gia đình tôi đến định cư ở Melbourne, Australia khi tôi mới 3 tuổi. Những ký ức thời thơ ấu của tôi là hình ảnh cha mẹ cãi vã cuối mỗi tháng khi đến kỳ thanh toán hóa đơn. Tôi nhớ nghe thấy họ bàn bạc ai sẽ có lương tháng đó, còn ai không. Tôi nhớ, họ chật vật dành dụm vài si linh mỗi tuần để tiết kiệm nhằm có chút tiền tiêu pha dịp Giáng sinh. Trong khi cha mẹ tôi đều là công nhân viên, cha tôi rất sợ mạo hiểm, không dám điều hành công ty riêng, thì hầu hết bạn bè của họ đều sở hữu doanh nghiệp riêng và giàu có hơn chúng tôi rất nhiều. Dường như với tôi, chúng tôi là gia đình nghèo nhất trong phố và rõ ràng tôi là đứa nghèo nhất trong đám bạn. Cha mẹ của các bạn tôi đều có xe riêng, trong khi cha mẹ tôi không mua nổi một cái trong nhiều năm. Đám bạn tôi và cha mẹ chúng đi nghỉ hè mỗi năm. Nhà tôi thì không thế nhiều năm rồi. Và cha mẹ của các bạn đều sở hữu bất động sản đầu tư, còn cha mẹ tôi thì không có gì khi tôi còn bé. Vì vậy, trong khi cha mẹ của bạn bè tôi có doanh nghiệp riêng và đầu tư vào nhà đất để gia tăng tài sản, tôi nhớ Kế hoạch tài chính của cha tôi thế này. Mỗi sáng thứ bảy, ông ngồi bên bàn bếp, phi phèo điếu thuốc lá, nhầm nhì tách cà phê đen và mơ tưởng. Ông tưởng tượng ông sẽ tiêu xài số tiền chúng được thế nào khi dãy số nằm trên tấm vé của ông xuất hiện. Dĩ nhiên, ông chẳng bao giờ trúng lớn, nhưng thi thoảng ông cũng thắng được giải nho nhỏ, đủ để khích lệ ông mua thêm vài tờ vé số trong niềm hy vọng trúng lớn vào tuần tiếp theo. Tất nhiên, sổ số không phải là kế hoạch tài chính, nhưng là cách duy nhất để cha tôi thấy mình đang thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Tôi đã học được nhiều thứ từ cha mẹ mình. Họ luôn luôn cố gắng thấm nhuần những giá trị đạo đức tốt đẹp trong tôi. Họ muốn tôi có một cuộc sống tốt hơn họ. Họ luôn khích lệ tôi phải học giỏi, kiếm một công việc ổn định, mua một ngôi nhà và trả hết nợ. Thế nhưng, khi tôi đến chơi nhà bạn bè mình, tôi thấy cha mẹ của chúng luôn cho chúng những lời khuyên rất khác họ nói những điều như nếu con muốn sống tốt ở australia đất nước may mắn là cách họ gọi đất nước này vì hầu hết họ đều là dân di cư từ châu âu còn phải làm ăn kiếm tiền rồi đầu tư tiền đó vào bất động sản đó mới là con đường thật sự dẫn đến giàu có nhờ cha mẹ của các bạn mình mà tôi học được rằng bạn không thể trông chờ vào sổ số hay xếp của bạn để làm giàu cho bạn tôi ý thức ngay từ khi còn nhỏ rằng tôi muốn giàu và tôi sớm nhận ra rằng giàu được hay không hoàn toàn là do tôi điều gì làm con người ta giàu có và quyền lực tôi không nhớ rõ tôi quyết tâm mình phải giàu có từ khi nào nhưng tôi biết lúc đó tôi còn khá nhỏ khi còn rất bé tôi đã xác định không muốn sống chật vật như cha mẹ mình khi trưởng thành tôi không muốn tranh cãi với vợ tôi chuyện tiền nong và hóa đơn nào thì trả được hóa đơn nào thì không ngoài việc quan sát cha mẹ của bạn bè tôi làm giàu thế nào và học hỏi những gì tôi có thể học được từ họ bằng việc không ngừng đặt câu hỏi tôi còn nghiên cứu về những người giàu có thành công khác vì tôi muốn được như họ tôi đọc tất cả những gì mình có thể để tìm xem thứ gì khiến một người nhất định thành công trong mọi việc họ làm trong khi những người khác cùng trí tuệ ấy lại thất bại tôi muốn biết điều gì tạo nên sự khác biệt giữa người giàu và siêu thành công với những người còn lại khi nghiên cứu những người này tôi nhận ra rằng không hẳn họ có học vấn cao hơn có nhiều tấm gương giàu có và thành đạt không đi học đại học và thực tế là có nhiều người còn chưa học hết phổ thông họ cũng không hẳn có nhiều tiềm lực hơn và nhiều người xuất thân từ gia cảnh nghèo khó hoặc là dân di cư vì vậy tôi tìm kiếm những kiểu hoàn cảnh chung điều tôi nhận thấy là nhiều người làm giàu nhờ vào bất động sản và những người kiếm tiền từ các ngành nghề khác dường như cũng đầu tư tiền của họ vào bất động sản nào bạn có thể nói rằng không phải ai thành công cũng giàu có và không phải ai giàu có cũng thành công và có thể bạn đúng. Chúng ta đều từng học về những người giàu có, sống cuộc sống đau khổ, đơn độc hay không có một đời sống cân bằng để tận hưởng những niềm vui mà gia đình và bạn bè mang lại. Tôi đã mất rất nhiều năm mới học được rằng, để thật sự giàu có, bạn cần nhiều hơn ngoài tiền bạc. Còn trước đó, tôi còn non và xanh lắm, nên tôi muốn có tất cả. Điều đó dẫn đến một đời sống thiếu cân bằng và đôi khi nhiều vấn đề hơn tôi muốn nói đến giờ nhìn lại tôi thấy rằng vì những trải nghiệm thời thơ ấu đầu đời mà tôi phá phách và giận dữ tôi giận dữ vì chúng tôi nghèo khó và tôi cảm thấy bị bỏ lỡ nhiều thứ mà bạn bè tôi được tận hưởng nên trong nửa đầu cuộc đời mình tôi chạy theo tiền bạc tôi thèm khát sự giàu có và tôi cố gắng chứng tỏ bản thân với thế giới nhưng khi quy mô khối bất động sản của tôi tăng lên, vẫn có gì đó chưa đủ. Nỗi giận dữ vẫn chưa thật sự biến mất và tôi muốn nhiều hơn thế. Phải nhiều năm sau tôi mới nhận ra rằng, nếu thứ khiến bạn muốn có tiền là sợ hãi, giận dữ hay nhu cầu chứng tỏ bản thân thì tiền sẽ không thể giúp bạn. Khi bạn có tiền, nỗi sợ không biến mất, giận dữ không biến mất. Tiền không biến bạn thành một con người khác theo đuổi tiền bạc một cách thiếu lành mạnh dẫn tới một đời sống rất thiếu cân bằng và việc này giữa nhiều yếu tố khác khiến tôi làm hỏng nửa đầu cuộc đời của mình khi còn rất trẻ tôi đã làm một số việc khiến tôi vô cùng xấu hổ hậu quả là việc hôn nhân tan vỡ và sự nghiệp lụi bại tôi phải trả giá cho những hành động của mình việc đó khiến tôi thành một con người rất khác nhưng tốt hơn nhiều tôi dần hiểu ra điều gì thật sự quan trọng với mình. Theo thời gian tôi nhận ra rằng phải có một lý do quan trọng hơn để có tiền. Sau đó, tôi bắt đầu xây dựng Metropoli và doanh nghiệp này trở thành trọng tâm cho nhiều năm chăm chỉ làm việc của tôi và Pam. Nhưng chỉ đến khi tôi tìm ra mục đích thật sự của đồng tiền, tôi mới thật sự giàu có. Thật tiếc khi phải nói rằng, mất rất nhiều năm tôi mới nhận ra ý nghĩa thật sự của đồng tiền. Với tôi là đóng góp. Trong nhiều năm qua, tôi đã trải nghiệm đóng góp cộng đồng theo rất nhiều cách. Tôi dành tâm huyết đào tạo các nhà đầu tư bất động sản thông qua trang blog cá nhân, các bài viết và hội thảo. Pam và tôi quyên góp cho nhiều quỹ từ thiện, không chỉ tiền mà cả thời gian và sức lực. Vâng, tôi có nhiều cách thức trong cuộc đời và tôi từng chạm đáy cuộc đời. Nhưng Tôi đã đứng dậy, học hỏi từ sai lầm của bản thân và tiến về phía trước. Tại sao một số người thành công hơn những người khác? Tôi đã tổ chức các hội thảo về tạo dựng tài sản trong hơn 16 năm và tôi nhận thấy một điều rất thú vị. Tôi đứng trước một khán đài vài trăm người, nhưng chỉ một nhóm nhỏ. Có lẽ khoảng một hoặc 2% số người tham dự sẽ hành động và làm gì đó để gia tăng tài sản và bảo vệ tương lai tài chính của họ. Và đoán xem, những người còn lại làm gì? Đúng rồi, họ chẳng làm gì cả. Là một nhà giáo, điều này khiến tôi hụt hẫng khi tôi muốn làm việc tốt của mình. Vì vậy, tôi bắt đầu có những hội thảo dài hơn, đôi khi kéo dài 2 hoặc 3 ngày. Tôi mang đến các diễn giả khách mời và tôi thậm chí còn dạy người ta vật chất hơn về cách làm giàu. Đoán xem điều gì xảy ra nào. Một hoặc hai phần trăm người tham dự hành động và làm gì đó để gia tăng tài sản và bảo vệ tương lai tài chính của họ. Còn đại đa số những người tham dự hội thảo nói rằng họ thật sự thích các buổi hội thảo của tôi, nhưng họ trở về nhà và chẳng làm gì cả. Việc này khiến tôi tự hỏi, tại sao một số người có thể hấp thu hết những kiến thức sẵn có và lập tức áp dụng chúng để thay đổi hoàn cảnh và trở nên giàu có? trong khi những người khác chật vật tạo ra những thay đổi dù chỉ cơ bản nhất điều gì tách biệt người thành công và người không thành công albert einstein đã có một quan sát thú vị như thế này chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng lối tư duy ta đã sử dụng khi tạo ra vấn đề từ kinh nghiệm làm việc với hàng ngàn người bình thường tôi phát hiện ra nơi nhiều người mắc kẹt trên con đường làm giàu như Einstein đã gợi ý, có những cấp độ tư duy đưa họ đến đích giàu có và tiếp tục giữ họ ở đích giàu có. Khi tôi diễn thuyết tại các hội thảo, người ta cũng đặt cùng câu hỏi tại sao thành công có vẻ đến dễ dàng với một số người trong khi những người khác rất chật vật và làm sao tôi xây dựng tự do tài chính mà tôi hẳn mong muốn. Nếu bạn hỏi những người này, tiền bạc có ý nghĩa gì với anh chị? Nhìn chung, họ sẽ trả lời tự do. Khi được hỏi tự do có ý nghĩa gì với họ, họ sẽ nói những điều như tôi có thể sống theo cách của mình hay tôi có thể gọi món trong nhà hàng mà không phải nhìn cột bên phải của tờ menu. Hoặc tôi có thể sắm sửa cho gia đình mình mà không lo giá cả. Một trong những mục tiêu của tôi trong cuốn sách này là chỉ cho bạn con đường đạt đến giàu có và đồng thời khai thông để bạn hiểu cách bạn suy nghĩ về tiền và hầu hết cách bạn hành xử với tiền trong phần lớn cuộc đời rất có thể đang bị lỗi và chính điều này đang kìm hãm lại bạn đó không phải lỗi của bạn hầu hết những gì bạn được dạy về tiền có lẽ từ những người không giàu có và nền giáo dục của chúng ta không như bạn kỳ vọng nhưng giờ là lúc để bạn tự dạy mình để học làm giàu bằng cách hiểu người giàu suy nghĩ gì, cảm thấy gì và hành xử như thế nào. Và sau đó, làm những gì người giàu làm để học về những thói quen giàu có của họ. Tại sao tôi vẫn làm việc? Dạo gần đây có người hỏi tôi rằng Michael, giờ tiền mua đến sinh nhật cho anh còn mắc hơn cả tiền mua bánh rồi. Sao anh vẫn còn làm việc vậy? Tôi biết những người khác cũng băn khoăn, liệu gã này có thực sự độc lập tài chính không? Nếu thật vậy, sao ông ta vẫn còn ngồi đây đối mặt với mình, muốn chỉ mình cách độc lập tài chính? Tôi muốn trả lời câu hỏi này với bạn, vì có vài bài học mang tính chỉ dẫn trong câu trả lời cho những ai muốn phát triển tự do tài chính. Đầu tiên, trả lời cho câu hỏi thứ hai. Vâng, tôi thật sự độc lập về tài chính tôi đã xây dựng được một khối bất động sản và cổ phiếu rất lớn trong nhiều năm qua. Nhưng, tôi nghĩ, bài học lớn nhất dành cho bạn sẽ đến từ câu trả lời cho câu hỏi Tại sao tôi vẫn làm việc? Để tôi giải thích bằng mẩu chuyện nhỏ sau. Gần đây, tôi đọc được tin tức rằng Mick Zanger và ban nhạc The Rolling Stone đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ. Ở tuổi 73, xuất hiện và biểu diễn từ thành phố này qua thành phố khác. Tôi xin nhắc lại, ông ấy 73 tuổi và vẫn đi lưu diễn. Tôi cho rằng đây là sự tái đảm bảo. Nhiều năm tới có thể tôi vẫn sẽ đứng trên sân khấu và thực hiện các hội thảo của mình. Nhiều năm qua, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để bây giờ tôi không cần làm việc vì lý do tài chính nữa. Nhưng tôi nghĩ Tôi vẫn thích làm việc khi ở tuổi 73 như Mick bây giờ. Theo những gì tôi biết, Mick không có nhu cầu tài chính nào chưa được thỏa mãn. Ông vẫn đi lưu diễn, chủ yếu vì không có gì hay ho hơn để ông làm và nhiệt huyết như thế. Lý do người thành công gắn bó lâu dài với công việc của họ cho thấy tại sao họ thành công ngay từ đầu. Điều tôi muốn nói là vì nhiều người không có vẻ hiểu lý do nhiều doanh nhân nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư thành công và giàu có chính là lòng nhiệt huyết họ có trong công việc khi bắt đầu đây là lý do chính tại sao tôi vẫn làm việc tôi vẫn cực kỳ háo hức đi gom giao dịch phát triển chương trình đào tạo viết blog viết sách đào tạo về đầu tư và quan trọng hơn là chứng kiến các khách hàng trở nên độc lập và thành công về tài chính bạn thấy đấy tôi dành cả ngày nói về bất động sản trong khi nhâm nhi ly cà phê và chuyện trò với những con người dễ chịu thế thì tại sao tôi không tiếp tục làm việc cơ chứ và nói thật là tôi vẫn lộ liễu mặt dày cuồng nhiệt kiếm tiền và nhân tiền gấp bội tôi muốn săn sẻ tiền giúp đỡ các thế hệ tương lai trong đó có con cháu của tôi cũng như đóng góp đáng kể cho công tác từ thiện Tôi biết ơn những gì mình có và tôi tin mình có nghĩa vụ đáp lại cộng đồng. Đó là phần nào lý do tại sao tôi dành rất nhiều thời gian viết lách và đào tạo. Những hoạt động này có tính lợi nhuận tài chính thấp nhất trong tất cả những việc tôi làm, nhưng chúng lại là việc đáng làm nhất. Tại sao một người giàu lại lãng phí thời gian viết sách giúp người khác làm giàu? Đây là kiểu câu hỏi mà một người nghèo có tâm lý thiếu thốn thường hỏi. Tôi sẽ trả lời trong giây lát nữa. Nhưng lý do tôi dành thời gian viết cuốn sách này cùng anh bạn Thomas Coley của tôi là vì tôi thích viết về đề tài tâm lý thành công, một đề tài tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng trong hơn 25 năm. Tôi đã cố vấn cho các nhà đầu tư thành công trong hơn chục năm qua và viết về tạo dựng tài sản trong các ấn phẩm online lớn cũng như bản cứng trong 15 năm qua. Tôi tự hào được nhiều người công nhận là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và tôi hạnh phúc được chia sẻ kiến thức của mình. Thật ra, tôi coi đó là nghĩa vụ của mình khi chia sẻ kiến thức và đóng góp lại cho thế giới đã cho tôi quá nhiều. Dĩ nhiên, tôi làm được vậy là vì tôi có thời gian và tự do làm những việc tôi thấy vui vì tôi đã xây dựng được khối tài sản lớn cho phép tôi làm điều tôi muốn. Nào, quay trở lại nhận xét, tôi đã đưa ra về tính thiếu thốn cách đây một phút. Nếu bạn mua một món bất động sản đầu tư, việc đó có cản trở tôi mua một cái không? Không hề. Nếu bạn xây dựng một danh mục đầu tư chứng khoán dài răng dặc, việc đó có cản trở tôi làm một cái tương tự không? Không hề. Thực tế, là người giàu xuất phát từ tư tưởng dư giả. Và trong khi một số người nghèo đặt câu hỏi, tại sao tôi chia sẻ bí quyết của mình? Tôi tin rằng bất cứ ai đủ trí tuệ đều có thể trở nên giàu có. Nếu đủ động lực, gặp đúng cố vấn, áp dụng đúng cách và khi đó họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp ích cho nền kinh tế cũng như xã hội. Tiện đây, tôi không viết sách để kiếm tiền. Viết sách không phải là cách hiệu quả để làm giàu. Tuy nhiên, đối với tôi, việc mỗi ngày nhiều bạn đọc gửi email cho tôi về thành công của họ từ những bài học họ đã học được từ tôi là điều có giá trị hơn bất cứ khoản lợi nhuận nào. Thêm một điều nữa, làm cố vấn là một trong những thói quen bí mật của hầu hết doanh nhân thành công và giàu có. Khi hầu hết mọi người nghĩ về cố vấn, họ coi đó là quá trình một phía một sự học việc từ người thầy nhưng còn nhiều hơn thế trong cố vấn không chỉ là cho đi tiếp hay cho trở lại có một yếu tố ích kỷ trong đó tôi nhận ra rằng bằng cách đào tạo người khác làm những gì tôi làm giúp họ xuất sắc trong cuộc sống tôi nhân lên cơ hội thành công của chính mình cố vấn tạo ra một chu trình thành công chóng mặt không chỉ làm cho người được cố vấn giàu có mà còn làm cho cuộc đời của người cố vấn thêm ý nghĩa, không ai mất gì. Vì vậy, cảm ơn bạn đã cho phép tôi dẫn dắt bạn trên hành trình đến với tự do về tài chính. Đây là tất cả những gì tôi yêu cầu bạn. Hãy đọc cuốn sách, sau đó đăng ký tại website miễn phí của chúng tôi www.richhabits.com. Để bạn có thể sử dụng các tài nguyên của chúng tôi có sẵn đang đợi bạn và sau đó hãy hành động. Chỉ thế thôi. Bạn sẽ không giàu có trong chớp mắt, nhưng tôi biết tương lai tài chính của bạn có thể thay đổi. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả lắng nghe nội dung chương 3. Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu có? Chúng tôi giả định rằng hầu hết những người cầm trong tay cuốn sách này đều có quyết tâm đổi đời họ muốn ngừng chật vật trả nợ họ muốn có nhiều thời gian và tiền hơn để làm tất cả những gì họ đã mơ tới từ rất lâu rồi và nhất là họ muốn trở nên giàu có chúng tôi nói đúng chứ để đạt được những mục tiêu này bạn phải thay đổi bạn đang ở trong hoàn cảnh tài chính hiện tại cho dù hoàn cảnh đó như thế nào chính là do cách bạn dùng tiền từ trước đến nay nếu bạn muốn ở trong hoàn cảnh khác về mặt logic bạn sẽ phải làm mọi thứ theo cách khác đi nhưng với hầu hết mọi người thay đổi cách làm mọi thứ đặc biệt trong chuyện tiền bạc là viễn cảnh đáng sợ thay đổi biến cái biết thành cái không biết và đồng nghĩa với việc từ bỏ những suy nghĩ và thói quen cũ khó bỏ đôi khi sợ hãi có lẽ lại tốt hiện nay có nhiều người lo lắng về tình hình kinh tế quan ngại về công việc và an toàn tài chính. Khi bạn sợ mọi việc sẽ xấu đi, sợ sẽ mất hết tiền bạc, nỗi sợ đó buộc bạn chấp nhận phải thay đổi. Ngược lại, có thể bạn sẽ trốn tránh và tiếp tục quay lại con đường cụt hiện tại. Để giàu có, bạn sẽ phải bỏ đi nhiều cách làm cũ. Dù sao, chúng có lẽ cũng không quá hiệu quả với bạn cho đến giờ và áp dụng những ý tưởng mới, chiến lược mới nói cách khác bạn phải thay đổi quan trọng là bạn cũng cần tự kiểm soát chuyện tài chính của mình vấn đề nằm ở chỗ nhiều người sẽ bị nỗi sợ lấn át và che mở lý trí khi quyết định nghĩ về tiền thế nào hay làm gì với tiền của họ một số người thậm chí sẽ tê liệt vì sợ hãi và lựa chọn giữ nguyên như trước nếu ta có thể thay đổi điều ta tin ta có thể thay đổi việc ta làm. Nếu bạn tiếp tục suy nghĩ theo cách mới này, tiếp tục làm điều mới, bạn sẽ phát triển thói quen mới. Còn nếu bạn vẫn làm những gì bạn đã luôn làm với tiền bạc, bạn sẽ tụt lại và nhận ra mình không còn nhiều lựa chọn. Chỉ cần bật tivi lên, dở báo ra hay mở iPad là bạn sẽ thấy chúng ta đang sống trong một thời đại thú vị và với nhiều người cũng đáng sợ nhưng có rất nhiều cách người bình thường có thể làm để xây dựng và bảo vệ an toàn tài chính kể cả trong những thời điểm khó khăn mà chúng ta đang sống ngày hôm nay mặt khác chúng tôi nhận thấy cùng những sự kiện khiến người khác cảm thấy bất an về tương lai tài chính của họ nhưng lại có thể tạo ra một số cơ hội tốt nhất cho bạn đạt được độc lập tài chính của mình nói vậy nhưng có rất nhiều chia sẻ từ các nhà kinh tế học các nhà phân tích xã hội, một số chính trị gia và truyền thông kêu gọi chúng ta hạ thấp kỳ vọng và đơn giản hóa lối sống để đối mặt với nền kinh tế hiện nay. Họ nhận thấy người giàu ngày càng giàu và muốn người giàu chia sẻ nhiều tiền hơn với phần còn lại của đất nước. Đây có thể là lời khuyên hợp lý cho những ai sẵn lòng chấp nhận bị trói buộc bởi hoàn cảnh, nhưng hạ thấp kỳ vọng không có nghĩa lý gì cả. Miễn là có tiền tài sản và của cải ngoài kia bạn có quyền thu hút chúng và đạt được chúng bằng cách kết hợp đúng tư duy đúng chiến lược đúng hành vi và đúng thái độ mà chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn trong cuốn sách này và sẽ có đầy dẫy cơ hội vì chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên tài chính vô cùng thú vị một thời đại thay đổi chóng mặt bởi toàn cầu hóa nhiều thị trường và thay đổi về công nghệ chúng tôi tin rằng Chúng ta đang sống trong một thời đại đẹp nhất lịch sử, một thời đại mà người ta dễ làm giàu hơn bất cứ thời đại nào trước đây. Và những năm 1900, bạn cần rất rất nhiều tiền để trở nên giàu có, để trở thành một nhà tư bản công nghiệp hay một doanh nhân. Ngày nay, nhiều người trở nên giàu có nhờ sử dụng tài sản trí tuệ hoặc đầu tư vào bất động sản đơn thuần. Thực tế nhiều người trở nên giàu có trong 20 năm qua hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử loài người. Điều này có lẽ khiến bạn tự hỏi, tại sao bạn vẫn chưa giàu? Vấn đề là làm giàu dễ hơn không đồng nghĩa với việc người người nhà nhà đều đang làm giàu. Không hề. Thomas đã dành ra 5 năm nghiên cứu người giàu và người nghèo và nhận thấy rằng chỉ khoảng 4% người nghèo trở nên giàu có. May mắn là có một vài lối tắt đến tự do tài chính và chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn. Nói vậy, nhưng nếu làm giàu mà dễ thì mọi người đều giàu hết rồi. Ngày càng có nhiều báo cáo ra đời mỗi năm cảnh báo sẽ có rất ít người trong chúng ta đủ tiền tiết kiệm hưu trí hay các khoản đầu tư để nghỉ hưu thanh thản và với những tiến bộ về y học đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta sẽ sống lâu hơn nhiều người trong chúng ta sẽ buộc phải làm việc nhiều thời gian hơn để tru cấp cho tuổi già của mình vậy tại sao chúng tôi muốn bạn giàu có có một câu nói mà chúng tôi tin là đúng bất cứ vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề chúng tôi cũng từng nghe nói Tình trạng ví của bạn song hành cùng tình trạng tinh thần của bạn. Tức là khi bạn gặp vấn đề về tiền, có khả năng bạn cũng có nhiều căng thẳng hơn. Tuy nhiên, không phải người giàu không có vấn đề gì. Họ cũng có vấn đề chứ. Nhưng nghiên cứu của Thomas phát hiện rằng giàu có loại bỏ đến 67% các vấn đề lớn trong cuộc đời. Đó là một con số khá lớn. Vậy Hãy cùng điểm lại các vấn đề phổ biến chúng ta gặp phải và cách người giàu loại bỏ nhiều vấn đề trong số đó. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu tháp giàu có để bạn hiểu rõ hơn bạn đang ở đâu và bạn muốn ở đâu. 1. Vấn đề tài chính. Trong khi người nghèo lo lắng mất ăn mất ngủ vì tiền và nhiều vấn đề rắc rối trong quan hệ do thiếu tiền. Kiểu vấn đề tài chính mà người giàu gặp phải là làm sao quản lý tiền và các khoản đầu tư của họ. 100% người giàu trong nghiên cứu của Thomas đều có nhà riêng và 84% không có nợ thế chấp. 2. Vấn đề sức khỏe Theo số liệu nghiên cứu của Thomas, 76% người giàu tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày khoa học về lợi ích sức khỏe của các bài tập tim mạch rất rõ ràng giúp bạn cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ có thể bạn đang nghĩ thế còn ung thư thì sao có tiền không tránh được ung thư đúng ung thư tương đối dân chủ ở chỗ nó gây đau đớn cho người giàu và người nghèo như nhau tuy nhiên nghiên cứu chỉ ra rằng một chế độ nghèo nàn làm tăng nguy cơ ung thư theo nghiên cứu của Thomas, người giàu và người nghèo có các chế độ rất khác nhau. Người giàu ít ăn vặt, ít rượu bia, tránh xa đồ ăn nhanh và tiêu thụ ít đường hơn người nghèo. Trên tất cả những điều này, người giàu có điều kiện tài chính để đảm bảo được chăm sóc y tế tốt nhất trong trường hợp có vấn đề xảy ra. 3. Vấn đề gia đình. Dù giàu hay nghèo chúng ta cũng không thể kiểm soát được các vấn đề gia đình. Có gia đình đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối mặt với cả đống chuyện gia đình. 4. Vấn đề hàng xóm láng giềng. Người giàu có cái quyền xa xỉ là được lựa chọn hàng xóm láng giềng bằng cách lựa chọn khu dân cư họ sống. Và nhìn chung, họ sống ở nơi có nhiều không gian hơn thay vì sát kè kè nhà hàng xóm. 5. Vấn đề nhà cửa người giàu không chỉ được chọn sống ở đâu và sống thế nào mà nếu có trục chặt với nhà cửa người giàu cũng sẽ có tiền để sửa chữa ngay lập tức khi nói đến những sửa chữa lớn vấn đề duy nhất với người giàu là việc thợ điện thợ nước hay thợ mộc làm xong nhanh đến đâu không có những bận tâm tài chính đối với người giàu khi có vấn đề xảy ra với nhà cửa của họ vấn đề xe cộ tương tự người giàu có thể sở hữu bất cứ chiếc xe hơi nào họ muốn. Và nếu xe của họ có vấn đề, họ dư sức mang ra tiệm để sửa, hoặc đơn giản là mua một cái mới. 7. Vấn đề nghiện ngập Ma túy là ung nhọt của xã hội, mà ngay cả người giàu cũng không thoát được. Khác biệt lớn ở đây là người giàu có tiềm lực tài chính để đảm bảo được chăm sóc tốt nhất khi đối mặt với vấn nạn nghiện ngập và có thể đưa bản thân, vợ hoặc chồng hoặc con cái đến các trung tâm phục hồi sau cai nghiện tốt nhất và hiệu quả nhất. 8. Vấn đề việc làm. Theo số liệu của Thomas, 86% người giàu yêu thích công việc họ làm để kiếm sống. Và vì thế, họ làm việc tốt hơn. Họ không sợ bị sa thải vì họ sở hữu doanh nghiệp riêng. 51% người giàu trong nghiên cứu có công ty riêng hoặc họ là người ra quyết định tại nơi họ làm việc. 91% người giàu trong nghiên cứu là những nhà ra quyết định. Điều này có nghĩa là họ mới là người sa thải người khác. 9. Vấn đề quan hệ. Theo số liệu của Thomas, quan hệ là tiền tệ của người giàu. Người giàu đặt bên mình những người cùng tư tưởng với họ. Những người có cùng mục tiêu, ước mơ, suy nghĩ, đạo đức và đức tính. Họ dành rất nhiều thời gian quản lý các mối quan hệ với người thành công và tạo thói quen tránh xa các mối quan hệ độc hại. 10. Vấn đề tử tuất, tàn tật Tất nhiên, tử tuất hay tàn tật có thể xảy ra với bất kỳ ai, tại bất kỳ thời điểm nào, dù giàu hay nghèo. 11. Vấn đề quản lý thời gian. 65% người giàu có ít nhất 3 nguồn thu nhập cần quản lý. Kết quả là họ liên tục bị căng lên về thời gian để quản lý các hoạt động này. Thêm vào đó, vì hơn 90% người giàu ra quyết định tại nơi làm việc nên trách nhiệm luôn luôn đi theo những người ra quyết định, bất kể họ đi đâu. Kể cả khi đang nghỉ phép. Điều này có nghĩa là nếu họ không có chiến lược tập trung sức lực đúng đắn thì quản lý thời gian thực sự là vấn đề với người giàu vấn đề thời tiết chúng ta có cần đưa vấn đề này vào không nhỉ thời tiết ảnh hưởng đến tất cả mọi người dù giàu hay nghèo còn đây là lý do khác tại sao tôi muốn bạn giàu vì bạn sẽ sống lâu hơn vâng người giàu thật sự sống lâu hơn theo một báo cáo được đăng tải vào năm 2016 của Viện Brookings đã khẳng định kết quả của các nghiên cứu khác trước đây và cho thấy bạn càng có nhiều tiền, bạn càng khỏe mạnh và càng sống lâu. Nghiên cứu nhận thấy rằng trung bình một người đàn ông giàu có sinh ra tại Mỹ vào năm 1920 có thể sống thọ hơn khoảng 6 năm so với một người đàn ông nghèo sinh ra cùng năm đó. Với những người sinh ra vào năm 1940, khoảng cách này còn gấp đôi. Giữa những người đàn ông giàu và những người đàn ông nghèo sinh vào năm 1940, khác biệt về tuổi thọ là 12 năm. Xu hướng này cũng được nhận thấy trong tuổi thọ của phụ nữ. Cách biệt trong tuổi thọ giữa những người phụ nữ giàu và nghèo tăng từ 3,7 năm với những người sinh năm 1920 lên 10,1 năm. Với những người sinh năm 1940, để tìm ra lý do tại sao người giàu sống lâu hơn, các nhà nghiên cứu đã xem xét các biến số như hút thuốc, béo phì, học vấn, dinh dưỡng và thể dục. Nhưng không tìm được nguyên nhân dứt khoát cho cách biệt ngày càng lớn này. Bên cạnh khả năng rõ ràng được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, người có thu nhập cao hơn cũng được hưởng lợi từ điều kiện sống tốt hơn và có xu hướng tập trung vào tương lai hơn việc này có lẽ cũng giúp họ đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn ngoài ra người nghèo có khả năng căng thẳng hơn lo lắng hơn buồn bã hơn và giận dữ hơn so với người giàu vậy nên mặc dù tiền có thể không mang lại cho bạn hạnh phúc nhưng tiền có thể mang lại cho bạn cơ hội sống thọ hơn đáng kể như thế có thể nói rằng nghèo đói giết chết bạn Tháp giàu có. Nào, hãy cùng tiếp tục xem bạn đang ở đâu trên tháp giàu có. Không lâu trước đây, ước mơ lớn lao sở hữu một căn nhà được coi là cách về hưu an toàn. Hỏi bất cứ người nào thuộc thế hệ Baby Bummer, họ sẽ nói với bạn rằng cha mẹ dạy họ phải học giỏi, kiếm việc ổn định, mua nhà, trả hết nợ và xong. Bạn sẽ sống trong những năm tháng an nhàn ừ không thực sự đơn giản như thế đâu cần nhiều hơn một căn nhà để nghỉ hưu yên ổn đặc biệt khi bạn không thể trông chờ vào chính phủ hay các kế hoạch hưu trí sẽ chăm sóc bạn tất nhiên sở hữu một căn nhà sạch sẽ nợ nần trong những năm sau này chắc chắn là một khởi đầu tốt đẹp nhưng bạn cũng cần đặt ra một số mục tiêu và lộ trình đầu tư để giúp bạn hiểu những điều sắp tới Hãy cùng nghiên cứu một trong những mô hình của Michael Tháp giàu có. Tháp này cho thấy bạn đang ở cấp độ nào trên con đường độc lập tài chính và đâu là những mảng trọng tâm chính và điểm đòn bẩy để đẩy nhanh hành trình của bạn. Nó cho phép bạn đánh giá bạn đang ở đâu và bạn muốn đến đâu. Tủ sách nhỏ kính mời quý thính giả cùng quan sát Tháp giàu có tại trang 61 giống như tất cả các kim tự tháp tháp này có một đế lớn và nhọn dần về phía đỉnh nói cách khác hầu hết mọi người đều ở các cấp độ thấp hơn trong giải giàu có và chỉ ít người lên đến được đỉnh hy vọng rằng những kiến thức và kỹ năng học được từ cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm được đường lên trên tháp tuy nhiên những giải pháp mà bạn cần để chuyển từ cấp độ này sang cấp độ tiếp theo sẽ thay đổi tùy theo bạn đang ở đâu trên tháp giàu có. Không may là hầu hết mọi người không thật sự có tài sản, thế nên mắc kẹt ngay ở cấp đầu tiên. Cấp độ giàu có số 0, bất ổn tài chính. Vì hầu hết mọi người sống nhờ vào lương tháng, nên họ thuộc đối tượng được gọi là bất ổn tài chính. Nếu họ mất việc, hay nếu họ có chuyện khẩn cấp như ốm đau, hỏng xe, tủ lạnh trục chặt. Họ không có tài chính dự phòng để giải quyết. Vì họ không có khả năng tài chính nhàn rỗi. Cách duy nhất để xử lý những gánh nặng này với người ở cấp độ số 0 là vay mượn nhiều hơn và chìm sâu hơn trong nợ nần. Và việc này chỉ tạo thêm nhiều khó khăn tài chính hơn cho họ. Họ sống với cái đầu không hề ý thức về tiền bạc và thói quen chi tiêu của mình. Khi có tiền, họ tiêu không có tiền họ đi vay vì thú vui lúc rảnh rỗi của họ là shopping và mua sắm những thứ họ không thật sự cần điều này đồng nghĩa nhiều thứ họ sở hữu có chữ nợ đi kèm họ cứ tiêu cứ nợ và tự dối bản thân chỉ cần làm nhiều hơn là sẽ trả hết nợ một ngày nào đó nếu bạn hỏi họ vấn đề của họ là gì họ sẽ nói rằng họ không kiếm đủ tiền Họ nghĩ có nhiều tiền hơn sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng không phải như vậy. Vấn đề lớn nhất của họ là thói quen tiền bạc, thứ chẳng liên quan gì tới việc họ kiếm được ít hay nhiều tiền, là họ làm gì với số tiền họ kiếm được. Khi năm tháng trôi qua và họ kiếm được nhiều hơn, họ cũng tiêu nhiều hơn. Ngày hôm nay, họ không thể sống với mức thu nhập mà họ chỉ dám mơ tới 5 năm về trước. Có nhiều người thu nhập cao cũng rơi vào cấp độ này vì họ tiêu hết hoặc nhiều hơn số tiền họ kiếm được. Chắc chắn rồi, một số người ở cấp độ không có thể trông rất giàu có. Họ thậm chí có nhà lớn, xe sang, nhưng họ cũng có những khoản nợ cách xù phải chật vật để trả. Những người này thường hay tranh cãi với bạn đời về chuyện tiền bạc, phủ nhận các vấn đề tài chính hoặc biện bạch Tại sao họ mua cái này hay cái kia? Những người thuộc cấp độ giàu có số 0 có thể chia thành hai nhóm nhỏ. Một, kẻ tử nạn. Chúng tôi gọi những người ở cấp thấp nhất trên tháp giàu có như vậy, vì họ là những kẻ tử nạn trong trò chơi tiền bạc. Mỗi tháng, họ đều thấy mình thảm hơn so với tháng trước, nợ chồng nợ, thường do tiêu xài thẻ tín dụng họ chấp nhận trả lãi cao ngày hôm nay để tiêu tiền của ngày mai dĩ nhiên họ đổ lỗi cho người khác vì vấn đề của mình đó không bao giờ là lỗi của họ họ thường đọc các sách về lập ngân quỹ hay được chỉ mẹo cắt thẻ tín dụng nhưng không hiệu quả họ không biết làm thế nào với tiền tiếp đến cao hơn nữa cấp trên giàu có là hai kẻ tồn tại đây là những công nhân viên chức người tự làm chủ hay thậm chí là doanh nhân có vẻ kiếm đủ tiền mỗi tháng nhưng chẳng có gì và nếu vô tình sót lại chút tiền trong tài khoản thì hoặc là họ tiêu xài hoặc là họ đi nghỉ dưỡng họ chỉ đang tồn tại mặc dù thực tế là ở cấp độ không người ta hay vung tay quá chán nhưng nguyên nhân thật sự cho vấn đề của kẻ tồn tại là họ phủ nhận thực tế này nếu không sẵn lòng thay đổi, tương lai tài chính của họ sẽ vô cùng ảm đạm. Chìa khóa để thoát khỏi cấp độ lẹt đẹt này là tư duy, giáo dục và có trách nhiệm tài chính. Cấp độ giàu có số 1, ổn định tài chính. Đây là cấp độ giàu có cơ sở nhất cho phép bạn một mức an toàn hoặc ổn định tài chính nào đó. Đó là khi một Bạn đã tích lũy đủ tài sản lỏng như tiền trong tài khoản bù trừ, hạn mức tín dụng hoặc tiền tiết kiệm để trang trải cho các chi phí sống hiện tại trong tối thiểu 6 tháng. 2. Bạn có bảo hiểm y tế cá nhân và bảo hiểm nhân thọ bảo vệ bạn và cuộc sống của gia đình bạn trong trường hợp bạn đau ốm dài ngày, mất khả năng lao động, không thể làm việc hay tệ nhất là đột tử. Ở cấp độ này, bạn hãy yên chí rằng nếu có bất cứ chuyện không may nào xảy ra như bị cho thôi việc làm ăn thua lỗ ốm đau hay mất khả năng lao động thì bạn và cuộc sống của gia đình bạn sẽ không bị xáo trộn quá lớn bạn sẽ có đủ thời gian tìm kiếm nguồn thu nhập mới để quay lại cuộc sống cũ vấn đề ở cấp độ này là dòng tiền của bạn bị kiểm soát bởi người khác bởi vị sếp trả lương cho bạn hay khách hàng trả tiền cho dịch vụ của bạn điều này có nghĩa bạn vẫn miệt mài làm việc và bạn sẽ không thể gia tăng dòng tiền nếu không làm việc nhiều hơn và đó chính là điểm hạn chế. Chắc chắn rồi, bạn đã tạo được một chút vùng đệm tài chính. Nhưng nếu bạn ngừng làm việc một thời gian, bạn sẽ trượt về cấp độ số 0. Nếu bạn đang ở cấp độ số 1 này, mục tiêu của bạn phải là chuyển đổi tiền mặt thành tài sản nhiều hơn nữa và xây dựng cỗ máy kiếm tiền từ đầu tư. Như vậy, thu nhập của bạn không còn phụ thuộc vào việc bạn phải bỏ công sức ra nữa. Trước khi đi tiếp, tôi muốn nói rõ hơn về cỗ máy kiếm tiền thật sự là gì. Quay trở lại đầu những năm 1980, cộng sự của tôi bây giờ, Brian, từng tìm đến tôi bày tỏ. Michael, tôi muốn có một cỗ máy kiếm tiền. Cái gì cơ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Brian giải thích. Anh biết đấy, một cỗ máy kiếm tiền. Tôi muốn mỗi sáng tôi đến nơi làm việc, chỉ cần gạt cái công tắc lên và cỗ máy bắt đầu hoạt động, đẻ ra cả đống tiền. Cuối ngày tôi lại gạt công tắc xuống, về nhà với vợ con, rồi sáng hôm sau lại đến chỗ làm, gạt công tắc lên. Và cỗ máy ấy lại bắt đầu hoạt động, lại đẻ ra nhiều tiền hơn. "Đúng như bạn hình dung." Mai Cường đáp lại, "Rõ rồi." Tôi cũng muốn có cái máy kiếm tiền như vậy. Ai mà không muốn chứ? Và mặc dù bây giờ có vẻ ước mơ hão huyền đó thật ngớ ngẩn, nhưng qua nhiều năm, Michael thực sự đã tạo ra chính xác thứ đó. Một chuỗi bất động sản đầu tư hoành tráng. Nó cho ông cơ hội nghỉ phép kéo dài hai lần mỗi năm cùng gia đình. Làm việc vì ông muốn chứ không phải vì ông phải làm và khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng, các quỹ từ thiện và gia đình. Chúng tôi đoán, bạn cũng muốn một cỗ máy kiếm tiền vậy phải không? Và sao lại không chứ? Nếu bạn đầu tư thông minh, dần dần bạn sẽ có thể xây dựng một cơ sở tài sản hoành tráng của riêng mình. Thứ sẽ trở thành cỗ máy kiếm tiền cho bạn. Việc này sẽ cần thời gian, công sức, cần bạn dám ra khỏi vùng an toàn với một chút liều lĩnh và nó chẳng liên quan gì tới việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền trong công việc 8 tiếng của mình. Chúng tôi đã thấy nhiều người kiếm hàng trăm ngàn đô la mỗi năm nhưng vì tiêu xài gần hết cho một lối sống hào nhoáng mà họ không thể giàu có. Chúng tôi cũng thấy những nhà đầu tư thành công xây dựng được cả chuỗi bất động sản đầu tư hay chứng khoán đồ sộ trong khi làm những công việc mà một số người vẫn gọi là công việc tầm thường kiếm đồng lương tương đối ít ỏi. Nói cách khác, công việc là thứ họ chọn để làm, không phải thứ họ buộc phải làm để có nguồn thu nhập chính. Vâng, để xây dựng cỗ máy kiếm tiền của riêng ta. Ở cấp độ này, đòn bẩy lớn nhất đến từ việc đầu tư vào bản thân và trở nên hiểu biết về tài chính. Xây dựng một nền tảng vững chắc, các kỹ năng tài chính và đầu tư trên cơ sở đó bạn có thể phát triển tương lai tài chính của mình cũng như bắt đầu xây dựng một mạng lưới bằng hữu mà bạn có thể đồng hành cùng. Bạn cũng sẽ phải lựa chọn phương tiện đầu tư đầu tiên và cam kết thuần thục, tâm huyết, học hỏi tất cả những gì bạn có thể về phương tiện làm giàu này. Michael thấy rõ rằng cách tốt nhất để hầu hết mọi người bắt đầu là đầu tư vào bất động sản nhà ở. Trong khi đưa ra quyết định nên đi theo phương tiện làm giàu nào bạn cần giữ vững nguyên tắc nói không trước sự lôi kéo của các cơ hội lớn và các phương tiện khác chúng tôi kiếm được nhiều tiền khi nói không với các cơ hội đầu tư khác thay vì chấp nhận chúng sau đó hãy cẩn trọng lựa chọn người mà bạn sẽ học hỏi trái với niềm tin thường thấy giáo dục đắt đỏ nhất không phải là các chương trình chính quy như mba Giáo dục đắt đỏ nhất là giáo dục dựa trên các hình mẫu thiếu hoàn thiện và thông tin thiếu chính xác. Hình thức học tập khổ sở nhất là phải lọc ra tất cả những thứ sai sót, sai lầm và bị lỗi mà bạn học từ những người thầy thiếu năng lực. Vậy nên, hãy chọn học từ người giỏi nhất. Bạn sẽ đỡ được nhiều năm bực bội vì đi theo những hình mẫu bị lỗi. Cấp độ giàu có số 2: An toàn tài chính bạn đạt được an toàn tài chính khi bạn tích lũy đủ tài sản tạo ra đủ thu nhập thụ động trang trải cho những chi phí cơ bản nhất của bạn bao gồm nợ mua nhà và mọi chi phí liên quan đến nhà cửa như tiện ích tiền lãi tiền thuế mọi khoản thuế phải nộp cộng với tiền lãi của các khoản nợ khoản vay chi phí xe cộ chi phí nhu yếu phẩm và sinh hoạt phí tối thiểu các loại phí bảo hiểm bao gồm bảo hiểm y tế bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tàn tật, bảo hiểm nhà cửa. Khi bạn đạt đến cấp độ an toàn tài chính này, bạn có thể ngưng làm việc mà vẫn duy trì được một lối sống đơn giản, cơ bản. Dĩ nhiên, bạn sẽ muốn nhiều hơn thế. Ở cấp độ 2 này, bạn sẽ là nhà đầu tư tập trung xây dựng giá trị dòng bằng cách sở hữu những tài sản gia tăng về giá trị. Ở giai đoạn cao hơn của cấp độ 2, bạn bắt đầu tạo bước chuyển từ đầu tư sinh lời sang đầu tư để có dòng tiền bị động liên tục. Điều này có nghĩa là bạn phải thuần thục cả đống kỹ năng mới. Bạn cũng sẽ phải nâng cấp đáng kể mạng lưới cố vấn và nhóm bằng hữu của mình. Làm vua xứ mù không còn phù hợp với bạn nữa. Bạn cần bắt đầu chơi với những người giỏi giang hơn bạn. Cấp độ giàu có số 3, tự do tài chính bạn biết bạn đạt được tự do tài chính khi bạn tích lũy đủ tài sản đủ tạo ra thu nhập thụ động để trang trải lối sống bạn mong muốn và tất cả các chi phí mà không bao giờ phải làm việc trở lại sau bước đầu tiên xây dựng một cơ sở tài sản đáng kể như nhà đất cổ phần hay doanh nghiệp giờ bạn sử dụng tài sản của mình để tạo ra dòng tiền việc này không có nghĩa là bạn sẽ không đi làm trở lại mà bây giờ bạn có thể thực hiện những lựa chọn bạn muốn vì bạn tự do. Ở cấp độ 3 này, bạn nên tập trung ổn định các dòng thu nhập thụ động và tinh chỉnh kế hoạch di sản và bảo vệ tài sản. Giờ cũng là lúc lý tưởng để bạn cống hiến thêm cho thế giới bằng cách mở rộng sự đóng góp của mình. Cấp độ 3 không phải là về hưu mà là tái tạo và đóng góp. Cấp độ giàu có số 4: Sung túc tài chính một nhóm nhỏ người trên thế giới đạt đến sung túc tài chính khi cỗ máy kiếm tiền từ đầu tư của họ làm việc quá tải. Họ không những không có các sức ép về tài chính, mà họ còn có rất nhiều thu nhập thẳng dư sau khi trang trải cuộc sống, chi trả mọi chi phí và đóng góp cho cộng đồng. Và cơ sở tài sản của họ cứ lớn thêm, lớn thêm mãi. Đôi lời cuối về tháp giàu có có gì mới mẻ về thứ bậc giàu có này nó vẫn tồn tại và tất cả chúng ta đều là một phần của nó tuy nhiên phàn nàn về vị trí hiện tại sẽ chẳng mang lại cho bạn lợi lộc gì bạn giàu có đến đâu là do bạn lựa chọn dù vậy nhưng hầu hết mọi người đều mắc kẹt ở một cấp độ nào đó và không đạt được thành công trong đầu tư câu hỏi chính bạn cần tự hỏi mình là muốn giàu có theo những thói quen giàu có hay muốn sống mãi trong sự nghèo. Chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu hơn tại sao chúng tôi muốn bạn giàu có. Giàu có cho bạn quyền lựa chọn, giàu có cho phép bạn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Một cuộc sống giàu có về mọi mặt có thể. Quý thính giả rất thân mến, tủ sách nhỏ đã gửi tới quý thính giả toàn bộ nội dung phần 1 của cuốn sách sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo của tác giả Thomas Cole và Michael Janey. Dịch giả: Thảo Trân Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại quý thính giả ở video lần sau với phần 2 của cuốn sách này. Bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý thính giả